SBTV xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Lời nói đầu tiên, những người làm chương trình xin được gửi đến quý vị và các bạn lời chúc bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa quý vị, liên quan đến sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng bị các cơ quan chức năng, công an của thành phố Hồ Chí Minh mà người đứng đầu là ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận sự chỉ đạo của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi bắt giam và ghép vào điều luật 331. Thì mới đây cộng đồng mạng lại phẫn nộ một cách rất dữ dội liên quan đến hành động này của các cơ quan chức năng. Đa số nhiều ý kiến cho rằng đây là một sự việc không thỏa đáng liên quan tới việc làm của bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian vừa qua và việc dồn ép đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Câu chuyện xoay quanh vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm cùng với rất nhiều ý kiến của dư luận. Đa số các ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng có những khoản khuất tất mập mờ gì mà lại đối xử với bà Nguyễn Phương Hằng như vậy. Trước và sau khi bị bắt thì bà Nguyễn Phương Hằng vẫn nhận được rất nhiều người mến mộ với tinh thần cộng đồng, chuyên làm từ thiện và giúp đỡ những người yếu thế trong thời gian vừa qua. Thì ai cũng biết rõ việc làm của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Dũng Lò Vôi là có thể xã hội này phải ghi nhận công lao của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Dũng Lò Vôi. Điều đặc biệt hơn là khán giả và cộng đồng mạng cho rằng rất nhiều việc làm của bà Nguyễn Phương Hằng đối với đám ca nghệ sĩ bệnh trong thời gian vừa qua là một việc làm có ích cho xã hội. Bà Nguyễn Phương Hằng đã dám đứng ra tố cáo các ca nghệ sĩ bệnh mà trước đó không ai dám làm vì các ca nghệ sĩ bệnh này chúng đã thao túng và bịt miệng hết truyền thông liên quan tới những hành động bị bơm của mình trong thời gian vừa qua đối với người dân trong đất nước. Một trong những hoạt động từ thiện nổi bật của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng phải kể đến đó là thành lập ra quỹ mổ tim hàng hữu. Ước tính mỗi năm quỹ mổ tim của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ thực hiện được từ 500 đến 1.000 ca phẫu thuật mổ tim bẩm sinh cho những trẻ em nghèo không có điều kiện. Số tiền tài trợ nếu như quỹ hoạt động đủ 16 năm sẽ rơi vào khoảng 1.000 đến 1.500 ngàn tỷ đồng. Như vậy thì số tiền của các ca nghệ sĩ bệnh trong thời gian vừa qua mà chúng mượn danh tên tuổi của mình để đứng ra kêu gọi từ thiện thì chả thấm vào đâu so với số tiền mà vợ chồng của bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Dũng Lò Vôi đã làm từ thiện trong thời gian vừa qua. Và cũng chưa kể đến là trong đợt dịch Covid-19 trong năm 2021, thì gia đình bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã cung cấp miễn phí oxy và khẩu trang cho các bệnh viện, cứu sống hàng ngàn người trong những cơn nguy kịch trong đợt dịch Covid-19 trong năm 2021 vừa qua, mà chính các cơ quan chức năng công quyền cũng đã nhờ đến vợ chồng của bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Dũng Lò Vôi để làm những sự việc này. Và cho đến giờ phút này có thể nói những việc tốt mà vợ chồng của bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Dũng Lò Vôi đã đóng góp nhận được rất nhiều sự ủng hộ của nhiều người dân. Mới đây thì thông tin bà Nguyễn Phương Hằng chính thức bị khởi tố khiến cho dư luận dậy sóng và đặc biệt dư luận bất bình liên quan tới hành động của các cơ quan chức năng, mà đặc biệt là người đứng đầu là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi đã chỉ đạo cho ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã làm ra những sự việc bị bợm trong thời gian vừa qua. Những hành động của bà Nguyễn Phương Hằng đã là đứng ra tố cáo những sai phạm trong xã hội, nhưng những sai phạm này thì lại không được giải quyết một cách triệt để, nhưng lại bịt miệng đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là một sự việc đi ngược với pháp luật và một sự việc coi thường dư luận và bức xúc trong nhân dân. Cụ thể, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân đã ra quyết định bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 của Bộ luật hình sự. Điều đáng nói là sau khi đã bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng thì các cơ quan chức năng công an của thành phố Hồ Chí Minh mới tiến hành mời nữ ca sĩ Vy Oanh và bà nhà báo Hanny lên để cung cấp thêm bằng chứng để bổ sung về việc kiện cáo đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Và điều đặc biệt hơn nữa là các đơn liên quan tới nữ ca sĩ Vy Oanh, bà nhà báo Hanny và ông nhà báo Nguyễn Đức Hiển và một số người khác trước đó là do công an của tỉnh Bình Dương giải quyết và thụ lý vụ án. Đến nay thì công an của thành phố Hồ Chí Minh lại lôi ra toàn bộ những đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an của tỉnh Bình Dương về lại thành phố Hồ Chí Minh để cướp công và tranh thủ để giải quyết vụ án đối với bà Nguyễn Phương Hằng, mục đích là nhằm bịt miệng triệt để. Xoay quanh vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt và tạm giam thì cư dân mạng đã thể hiện nhiều luồng quan điểm bức xúc một cách rất dữ dội. Trước đó nhiều người đã tỏ ra tiếc nuối cho bà Nguyễn Phương Hằng vì trong thời gian vừa qua những việc làm của bà Nguyễn Phương Hằng đã làm ra là có ích cho xã hội, nhưng đến đây thì các cơ quan chức năng lại muốn bịt miệng bà Nguyễn Phương Hằng để dung túng cho những cái ác và cái xấu trong xã hội lên ngôi. Dù vậy thì nhân dân vẫn cho biết là mọi người vẫn sẽ luôn trân trọng những điều mà gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng đã cống hiến trong suốt thời gian vừa qua. Khán giả đã để lại bình luận rôm ran với câu chuyện này của bà Nguyễn Phương Hằng. Khán giả cho rằng nên công tâm với bà Nguyễn Phương Hằng,
Tôi thích cái chị ấy đấu tranh hiệu quả và nhờ chị ấy những góc khuất thối tha được phơi bày. 2.000 trẻ em được cứu sống, biết bao nhiêu đồng bào được cứu trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Từ trong sâu thẳm trái tim của tôi luôn dành cho vợ chồng của anh chị một sự trân trọng nhất. Người khác thì để lại bình luận, như Nguyễn Phương Hằng mà mới biết lang băm nghệ sĩ làm từ thiện giống như Hoài Linh, ngâm tiền hơn nửa năm trời, rồi còn giả tù, luôn ủng hộ chị Nguyễn Phương Hằng. Như vậy là sự việc của chị Nguyễn Phương Hằng đến nay đã nhìn thấy rõ. Người khác thì lại để lại bình luận, bà Phương Hằng là một người rất tốt, lương thiện, giúp đỡ giúp người, cứu sống rất nhiều người thập tử nhất sinh, xây dựng cầu đường, tài trợ máy lọc nước mặn cho miền Tây, và vân vân. Nhiều lắm, cầu mong cho cô Hằng tai qua nạn khỏi để tiếp tục giúp người và giúp đời. Và như vậy là sự việc đã rõ cho đến giờ phút này. Mặc dù các cơ quan chức năng, báo chí tuyên truyền của đảng và nhà nước đã đưa ra hàng loạt những bài báo để nhằm mục đích hạ bệ và bịt miệng bà Nguyễn Phương Hằng một cách triệt để. Và mặc dù cho các cơ quan chức năng công an của thành phố Hồ Chí Minh, mà người đứng đầu là ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận sự chỉ đạo của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi bắt bà Nguyễn Phương Hằng để bịt miệng một cách triệt để. Nhưng đến nay thì thái độ của khán giả và cư dân mạng đã để lại là thái độ của lòng dân, nói lên tất cả những gì mà lòng dân đối với bà Nguyễn Phương Hằng trong suốt thời gian vừa qua. Và trong thời gian tới đây chưa biết thì các cơ quan chức năng sẽ đối xử với bà Nguyễn Phương Hằng như thế nào và sẽ dành cho bà Nguyễn Phương Hằng bản án là bao nhiêu năm tù. Nhưng đặc biệt với một người như bà Nguyễn Phương Hằng thì chắc không nói ra quý vị và khán giả và người dân trong cả nước đã nhìn thấy rõ. Nếu như bản chất của bà Nguyễn Phương Hằng là một người chỉ biết vụ lợi và một người chỉ biết lo cho bản thân của mình, thì đến giờ phút này đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã chăn ấm nệm êm với khối tài sản của mình. Và bà Nguyễn Phương Hằng đến giờ phút này ông dung tự tại với khối tài sản của mình ăn cả đời không hết. Nếu như bà Nguyễn Phương Hằng không mạnh miệng và không lên livestream để nói những vấn đề, những góc khuất trong xã hội trong thời gian vừa qua. Và đó là tất cả những gì mà chúng tôi có thể gửi đến quý vị. Và một sự thật rõ ràng, rằng trong thời gian vừa qua rất nhiều vấn đề mà được bà Nguyễn Phương Hằng đã khách quan và quan tâm. Nói lên những vấn đề đó, đến giờ phút này thì các cơ quan chức năng công quyền, vì quá sợ sức ảnh hưởng của bà Nguyễn Phương Hằng, nên mục đích là bịt miệng triệt để đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Thế nhưng dù bịt miệng cho đến mấy thì khán giả và cộng đồng mạng trong cả nước đã nhìn thấy rõ những hành động mà các cơ quan chức năng đã làm trong thời gian vừa qua, bịp bợm và lưu manh đối với người dân trong đất nước. Các cơ quan chức năng không coi phản ứng của dư luận ra gì khi đưa ra những bài báo, những trang thông tin liên quan tới những vấn đề với các ca nghệ sĩ bệnh trong thời gian vừa qua, ăn chặn tiền từ thiện và đưa ra những bài báo đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Như vậy là báo chí đã nhìn thấy rõ những thông tin mà báo chí và truyền thông đưa ra trong thời gian vừa qua đã làm méo mó đi dư luận rất là nhiều liên quan tới sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng đã làm đối với người dân trong đất nước. Các nhà báo bẩn thì cấu kết với các luật sư bẩn, các ca nghệ sĩ bẩn và đặc biệt là cấu kết với các điều tra viên, quan chức chính quyền địa phương bẩn để mục đích nhằm lộng hành. Trong thời gian vừa qua, với việc lộng ngôn của các trang báo chí đã làm méo mó đi dư luận trong xã hội đã đành. Nhưng đến đây thì các cơ quan báo chí đã viết bài rôm rã đăng tải về sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng nhưng không chú ý đến dư luận. Người dân trong cả nước nói gì về sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng? Và như vậy là đã quá rõ ràng. Đến giờ phút này thì các cơ quan báo chí đã sức tung những bài viết của mình để nhằm bịt miệng dư luận. Nhưng dư luận thì lại phản ứng rất là một cách gay gắt liên quan tới những sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng đã làm trong thời gian vừa qua. Có thể thấy đến giờ phút này qua một sự việc của một nữ Nguyễn Phương Hằng thì đã nhìn thấy nhiều vấn đề gốc khuất trong xã hội mà yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt cao cấp trong Bộ Chính trị phải vào cuộc để giải quyết, để giảm những bức xúc trong dư luận, trong nhân dân và trong xã hội. Xin kính chào quý khán thính giả đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một thông tin cực sốc, lộ giao dịch bí mật khủng giữa ông Phan Văn Mãi và ông Võ Hoàng Yên. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mối quan hệ của ông Phan Văn Mãi và ông Võ Hoàng Yên được lộ ra đã khiến cho công chúng thật sự bất ngờ đến bật ngửa. Và vì sao mà ông Phan Văn Mãi lại có thể kết bạn giao du với một người thần y lang băm, lừa đảo nhân dân suốt 14 năm qua cũng như làm hại chết 5 mạng người thì vẫn là một ẩn số. Như quý vị cũng đã biết trong một bản tin trước chúng tôi đã thông tin, nhờ có ông Võ Hoàng Yên kết nối mà năm 2020, vợ chồng ông Dũng Lò Vôi đã lắp đặt hệ thống lọc nước, tặng hàng ngàn canh nhựa cho người dân vùng hạn mặn. Lúc đó, ông Huỳnh Y Dũng với chức danh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, cùng với vợ là bà CEO Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Điều Hành và Lương Y Võ Hoàng Yên, đã có một cuộc kẹp cửa với ông Phan Văn Mãi, bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre lúc đó. Nhờ sự kết nối của ông Võ Hoàng Yên mà ông Dũng và bà Phương Hằng đã kết thân với bí thư tỉnh ủy Bến Tre cùng các chuyên viên của tỉnh lúc đó. Và nhờ có sự kết nối mà lúc đó các phó tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đã thảo luận các vấn đề chuyên môn nhằm khắc phục tình trạng xâm nhập mặn
và nước ngọt trên các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là tính chất khốc liệt của tình trạng này tại Bến Tre hiện nay. Việc làm ăn kinh tế có thuận lợi hay không, nó phụ thuộc vào mối quan hệ giữa doanh nhân và quan chức. Không biết là có thông tin nội bộ gì, ông Huỳnh Y Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã kết nối được với nhân vật đang lên trên chính trường như ông Phan Văn Mãi. Với vai trò kết nối quan chức doanh nghiệp cho thấy, ông Võ Hoàng Yên có vai trò rất đặc biệt trong phi vụ này. Đặc biệt không những với vợ chồng là ông Huỳnh Y Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng, mà còn rất đặc biệt với ông Bí Thư tỉnh ủy Bến Tre đang rất nổi lúc đó. Không biết từ bao giờ, ông Võ Hoàng Yên có được mối quan hệ lớn như vậy giúp cho ông Huỳnh Y Dũng có mối quan hệ rất lớn với Phan Văn Mãi và có được một uy tín lớn khi chính ông Mãi nhờ được ông Huỳnh Y Dũng giúp đỡ dân Bến Tre. Quan hệ ba bên rất là tốt và bên nào cũng có lợi cho mình. Tại Bến Tre, ông Huỳnh Y Dũng cùng phu nhân là bà Nguyễn Phương Hằng, công ty cổ phần Đại Nam đã tặng cho bà con hơn 10.000 can nhựa loại 30 lít để chứa nước, đồng thời cho địa phương mượn 3 xe bồn vận chuyển chuyên dụng. Công ty Đại Nam sẽ chịu toàn bộ chi phí nhân công và nhiên vật liệu vận hành để chở nước ngọt đến các cấp xã đang thiếu nước ngọt ở tỉnh Bến Tre. Ông Phan Văn Mãi được tiến thân là nhờ những thành tích, mà thành tích đó trong đó có bàn tay của ông Võ Hoàng Yên. Và qua đây thì ông Phan Văn Mãi và ông Võ Hoàng Yên lại có mối tâm tình sâu nặng móc nối với nhau. Nhờ tôi mà anh mới có thành tích như vậy nên coi như Võ Hoàng Yên đã có một chỗ đứng vững tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính là được ông Phan Văn Mãi chống lưng nên khi mà các đơn thư báo cáo, ông Võ Hoàng Yên được gửi đến các cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh mới xử lý và ông Yên không có căn cứ truy tố tội hình sự. Đây chính là mấu chốt mà sự việc dẫn đến bà Phương Hằng đã lôi tên ông Phan Văn Mãi và sau đó 2 ngày thì bị bắt và khởi tố về điều 331. Và theo một số thông tin chúng tôi có được trên cộng đồng mạng cho biết, thì ông Phan Văn Mãi và ông Võ Hoàng Yên đã có một giao dịch với nhau mà nội dung giao dịch này cũng có thể là bà Phương Hằng biết được nên một giả thiết bắt tạm giam. Bà Phương Hằng cũng nhằm bịt miệng bịt đầu mối. Và sự việc này nhưng qua đây thì chúng ta thấy một sự bất công lớn đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Những ông quan tham lũng đoạn cậy chức cậy quyền của mình để hạ bệ một người dân, một công dân muốn nói lên tiếng nói của mình. Điều đáng nói là ông Phan Văn Mãi lại dùng công an thành phố Hồ Chí Minh thay cho cả công an tỉnh Bình Dương để giành quyền khởi tố bắt tạm giam bà Phương Hằng. Điều này cho thấy sự cương quyết của ông Mãi như thế nào. Ông Mãi chẳng nói một lời nào về bà Phương Hằng. Có thể nói người lẽ ra bị phải truy tố về tội lừa đảo như ông Võ Hoàng Yên lại không bị truy tố, mà người bị truy lại là bà Phương Hằng, tưởng chừng như mới phải trả giá cho những gì ông ta đã làm trước pháp luật, nhưng ông ta đã thoát tội. Sự thoát tội này chỉ có thể từ mối quan hệ chứ không phải là bình thường. Đấy là những mối quan hệ mờ ám mà khó ai có thể phanh phui ra được sau khi bà Phương Hằng bị bắt.